Đây là sờ rồi nha, Nam Phong cũng sờ lắm nha. Lấy hết đồ ra. Mặc đồ đi cho tôi ơi. Mặc hay là chết? Chọn đi. Giá xong cái đống lưới này, còn phải nhảy lặn xuống mấy cái bè. Bắt cua, bắt cá, bắt ghẹ, bắt hồ mương nếu mà khách có yêu cầu. Được chưa? Chuẩn bị rất sung mình nè. Mọi lần là rất sung mình là biết bơi luôn. Còn lần này là biết bơi nhưng mà giờ vợ không biết bơi và phải chìm. Em đi bơi coi. Chết rồi. Con dâu của tổng giám đốc tập đoàn Hermes. Suốt cuộc đời còn lại mình sẽ sống trong nhung lụa, ăn tàn đời mạt kiếp cũng không hết tiền. Cặp đôi của mình là cặp đôi mà mở màn quay ngoại cảnh ấy, nên là cũng khá là lo. Như mình thì mình cảm thấy hơi run. Sau một lúc cũng bớt run đi và ăn nói trôi chảy hơn, chứ không bị đạo diễn la nữa. Rồi, đây, quay qua nhìn nó này. Rồi, quay. Đúng rồi. Bỏ tay ra đừng có cười, nhưng mà tí cười là ngồi ngoài nắng cả ngày luôn đấy. Nhắm mắt. Chưa có bây giờ, nhắm mắt chứ.